Rồi, Long xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Châu Gia Long. Thì lời đầu tiên Long cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý cô chú anh chị mình. Trong buổi tối chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021 hôm nay thì Long lại quay trở lại vườn của nhỏ bonsai quý vị. Quay và gửi tới toàn thể quý cô chú anh chị mình một số tác phẩm cái bonsai để quý anh chị mình cùng xem và giao lưu ha. Thì mong rằng quý anh chị mình xem ủng hộ cho Long cùng với nhỏ bonsai. Thì trước tiên thì mong rằng quý anh chị mình hãy like và chia sẻ video để nhiều người được biết hơn. Đó cũng là một cái động lực to lớn để giúp nhà vườn nhỏ bonsai được đi tìm tòi nhiều tác phẩm đẹp hơn để gửi tới quý cô chú anh chị mình đều đặn hơn ha. Rồi, trước tiên thì xin chào chủ vườn nhỏ bonsai ha. Dạ, em chào anh Long, em chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Châu Gia Long và vườn của nhỏ bonsai. Thì hôm nay em sẽ xin giới thiệu với mọi người một số cái tác phẩm. Hiện tại trong cái clip này em sẽ lên tầm khoảng 5 đến 6 cây mini. Tại vì cũng có nhiều khách hàng người ta phản hồi với em là lên mini nhiều. Đó thì em hôm nay em cũng xin giới thiệu với mọi người là một số tác phẩm mini và size trung. Có, size lớn có ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào và giới thiệu một số tác phẩm cho đến cho mọi người nha. Trước khi mà đi vào quay chi tiết từng cây thì chúng ta có thể nhìn sơ qua một số mặt cây ở nhà vườn một chút xíu ha. Dạ, đã lâu lắm rồi okay, mà người không được chiêm ngưỡng những tác phẩm mà có những cây thì bên Ngọc là chưa đưa lên được á. Ví dụ những cây như thế này ha, những cây mai chú thủy. Cái này khủng lắm nha. Cây này là rất là khủng nha. Nè em ngồi kế bên là anh Long đủ thấy rồi hả? Cột cây ở trong này ghê lắm. Cây này gần như là nó không có mặt sẹo nào luôn anh. Rồi một số tác phẩm cây bông tráng này clip này có lên không em? Dạ cái này hôm trước em có lên một lần rồi. Nên là này không lên nữa. Dạ. Cây này thì hiện tại là nó đang ra hoa nhiều hơn hôm trước ha. Cây này clip này mình không lên đúng không? Dạ. Cây này thì em không lên lại nữa. Quay sơ cho quý anh chị mình xem ha. Bông này ra rất là nhiều. Cái này vừa trượt bảo là hình như 25 trượt phải không nhỉ? Dạ đúng rồi. Cây này là một cốt 5 thân. Cốt 5 thân. To lắm ha, hình to lắm ạ. Cây này ra bông đẹp lắm, ra bông nhiều. Để lên quay cái mặt bên kia coi. Này nó còn ra bông nhiều nữa. Này còn ra bông lâu ạ. Đẹp quá trời này. Cái này thì không lên, quay sơ lại thôi quý vị nhé. Không toàn đều mình hết rồi ha. Anh Long quay mấy cây ở đằng trước. Đây những cây này thì xíu nữa sẽ quay lên cho quý anh chị mình nu gọc cong quý vị này. Mai chú thủy nu gọc cong. Cây mini của bé Ngọc cũng còn nhiều. Clip này như mình lên khá nhiều mini hả? Dạ em lên chắc cũng 6 cây. Còn 6 cây mini á hả? 5-6 cây gì đó. Đây những cây mai chú thủy ra đây là lớn hả? Này có sắc gốc sam hương nè anh. Quay sơ cho mọi người coi gốc sam hương. Đang nuôi đúng không? Đang nuôi. Được không? Này em chôn mất một phần đế dưới đây ạ. À. Lực lắm. Trực lắc hả? Hoành to lắm nha. Sam hương quý vị. Cái này thì đang nuôi hả? Đó, hai ôm tay của em. Trời cái đường thân đi lên này, lắc lẹ nữa quý vị. Cái đang nuôi. Cây này thành phẩm, nuôi thành phẩm mới đã. Cốt cành nó to lắm. Cho cây mai chú thủy độ đẹp quá hả? Cây đó em cũng đang nuôi. Đang nuôi hả? Cái này cái lá trúng hay sao bé Ngọc? Dạ lá trung á anh. Nó trung nu á. To bự lắm nha hả? Quay sớ một số cái mặt cây tại nhà vườn đó quý vị. Cái này là lớn hả? Trực bục mắng này. Cái này là lớn quý vị ạ. Ồ. Lùn lực, hàng lùn lực này. Mấy hàng này để nuôi thành phẩm xíu nữa rồi mình mới giao lưu. Quá trời, những cây trong này còn nhiều lắm. Này thì nó cũng tương tự như cái cây lúc nãy. Cái này lớn lắm thì bự lắm. Bên kia, cái này bữa trưởng mình quay một lần rồi này. Dạ, cây tam thiên nhiên này. Tam thiên nhiên. Cái này quý anh chị mình quan tâm có thể coi lại clip trước. Cột cần cái này hết hồn quý vị ạ. Cái này quý anh chị mình nếu như mà quan tâm cái này có thể coi lại clip trước quý vị ạ. Clip này thì bé Ngọc không lên lại. Clip này thì đa số là cây mới hay không ha? Cây mới không anh? Em đứng em cúi vào trong cái gốc cây đó coi nhìn kìa. Hết hồn luôn á. Này bự mà, cây này to lắm. Tàng thiên nhiên quý vị nhé. Cây này là cục cưng của em.
Cục cưng hả? Cục cưng của em. À, nhìn cái cốt nó nè, chụp giót đó, thấy chưa, nhỏ xíu mà cái cốt bự ha. Cái này thì để chơi rồi. Phía trong này một số cây trong này nữa ha. Cái này còn cái này cũng khá ăn. Cây này mấy anh YouTube chưa có thấy này, em đợt em có chia sẻ cây chia sẻ trên Facebook. Cái này hình cả mát nha. Cái này nhìn cái bề đề của nó hết hồn luôn quý vị ạ. Ôi cây đó đế đẹp lắm, đế siêu đẹp luôn. Cột cân với cái này thì biết rồi. Cây đó nó cũng không có sẹo đâu anh. Không có sẹo luôn hả? Ừ, cái này không phải là cái sẹo nó đâu. Cái này nè, cái này nhiều người ta tưởng đấy. Cái đó không phải sẹo hả? Cái này nó cũng liền. Em lo mặt về dưới góc cây coi cho tưởng tượng thấy cái cây nó to rồi nào. To lắm. Không có luồn vô được nè. To lắm. Rồi. Mà cây này anh coi bộ đế nó mới sướng, đế đã. Cái này mất thời gian của anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ở phía trong đi bé Ngọc Hà. Dạ. Đi vào phía trong của anh chị, mình đi vào phía trong để theo dõi chi tiết từng cây quý vị nhé. Mong rằng quý anh chị mình xem clip ủng hộ cho Long với bé Ngọc quý vị. Rồi, tác phẩm cây số 1 luôn quý vị ha. Dạ, tác phẩm số 1 em xin giới thiệu với mọi người là một cây mai chiếu thủy mini nu gò cong. Cây mini thôi quý vị nhé. Cây này mini thôi. Lâu lắm rồi em mới có mấy cây mini để em lên để giao lưu với mọi người. Nu gò cong. Nu gò cong mà làm được cây mini như thế này con cũng khó ha, tỷ lệ nó ít. Cây này bộ đế nó đẹp lắm anh. Đế nó đẹp, đế nó đều. Đây để quay kỹ cho quý anh chị mình xem. Mặt đế này, đế là một mảng ở phía dưới luôn hả? Đế rất là đều nha. Những cái nút rễ chặt này nó cũng đã cuốn hết theo luôn rồi quý vị này. Cột cần ở phía trên mini trực lắc ha. Cột cần ở phía trên cũng to lắm quý vị nhé. Nhưng mà cái cột này to hơn ngón tay cái nhiều luôn quý vị này. To hơn ngón tay cái luôn á. Chỉ phong cùng vậy. Cây này nhìn cái bộ đế của nó hút ha. Ừ. Nó bệt ra nhìn này. Cái này cao thì cỡ khoảng 17 cm thôi. Cao này chắc cỡ hình như 18, 17, 18. Còn một chút thèo nữa thôi ha. 18. Nó còn chút sẹn ngay mặt cắt. Đây, một chút xíu này thôi quý vị này. Mini rất là nhỏ xinh ha. Rồi ok, mình sẽ tiến hành đo thông số vào giá tác phẩm cái số 1 này ha. Cây này hoành là 24. Hoành thân là 24. Chiều cao của nó là 18. Cao 18. Phun tàn 40 anh. Phun tàn là 40 ha. Cây này thì em xin giao lưu với mọi người là 10 triệu bao ship nha. 10 triệu cho tác phẩm cái máy chiếu thủy nu gò cong mini mã số 1 quý vị nhé. Rồi ok, bây giờ mời quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cái số 2 ạ. Rồi tác phẩm cây số 2 cũng là cây mini hả? Dạ cây số 2 là cũng là cây mini, cây trung nu nha. Cây này thì siêu mini luôn rồi. Hết theo quý vị nhé. Cây đang ra bóng cũng rất là hay. Đấy quý vị này. Cây có chút xíu mà nó hết sẹo luôn đó. Không còn chút thèo nào đâu. Mặt đệ này. Đệ cũng rất là khá. Và cột cần cũng khá luôn hả? Cây lá trung. Cái mini thôi. Hoành 17. Hoành thân là 17 cm. Cao 15. Cao 15. Phun tàn 25. Phun tàn là 25 hả? Cốt nó đế đẹp. To hơn ngón tay cái quý vị này. Làm theo lỗi cái bài quý vị. Đế đều đều nha, đế đều, đế này đều ạ. Ừ. Không có lép chỗ nào hết. Rồi cây này giao lưu 5 triệu bao ship. Cầm lên các bạn Ngọc. 5 triệu ha. Ừ. Nói chung em thì ít có hàng mini lắm. Lâu lâu thấy mấy cái được thì lấy giao lưu với mọi người thôi. 5 triệu bao ship ha. Ừ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cái số 3 quý vị nhé. Rồi mã số 3. Mã số 3 cũng là cây mini nữa. Cây mini nữa. Nó đang ra bông rất là nhiều nè. Lên lần này thì bé Ngọc cũng chuẩn bị một số cây mini này. Rồi cũng có một số cây lớn quay sau ha. Ừ.
mặt đĩa cái này thì đẹp tuyệt vời luôn, nó trải bẹt về dưới luôn quý vị này. Nói chung nãy giờ lên ba cây mini là cây nào cũng đế đẹp hết á, mà nó liên lạc hết to. Theo nhỉ, cốt cũng to nữa. Đây Ngọc cũng lên cây thôi, lên cây thì những cái mini thế này nó cũng tròn lọc, không có thèo đâu quý vị nhé. Cái này thì bằng ngón chân cái luôn. Mấy cọng rễ của nó to à? To. To bằng ngón tay cái không. Cái này hoành 25 nha. Hoành 25. Chiều cao là 16. Cao 16. Cái này là da đen là lớn đúng không? Dạ, da đen là lớn. Hoành là 35. Hoành là 35. Cái cột bên này chi số 1 cũng to. Em đo luôn cái chi số 1 này coi. Khủng khiếp luôn ạ, như đuôi ếch. 9. 9 sen hả? 9 sen là đo mút ngoài này á. Liền hết sẹo đế đẹp. Vừa chơi vừa nuôi thêm bộ tàng nữa là xà, ok. Cây này em giao lưu 7 triệu bao ship nha. 7 triệu cho phẩm mai chú thủy da đen là lợn mã số 3 này quý vị nhé. Đây là về chơi ha. Cầm lên với Ngọc. Đấy. Này. Liên lạc 100% quý vị nhé. Ok, à bây giờ mời quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 4 ạ. Rồi, tác phẩm cây mã số 4 quý vị ơi. Là cây kim quýt nha anh. Cây kim quýt ha. Dạ. Phong tàng đầy đàn hết rồi. Cái này thì già hả? Già hết biết luôn. Cây này nó có cái mặt sẹo đây em mới xử lý xong. Mặt thèo trên này đúng không? Ừ, mới xử lý lại. Nhưng mà cơ bản kim quýt thì mặt thèo nó cũng không đến nổi. Tại vì cái dòng này thì cũng bao giờ liền thèo nổi luôn á bác Ngọc. Cột cân nữa quý vị. Cái này da và cột cân to quý vị nhé. Mặt đế này. Đế cũng rất là khá ha. Cái này nổi củ ngon ở trên này cũng đẹp lắm này. Nhìn nó hai hoa này. Cái này cái đẹp mà. Kim quýt. Rồi ok, mình sẽ tiến hành đo thông số báo giá tác phẩm cây kim quýt mã số 4. Cái này hoành là 38. Hoành thân là 38. Chiều cao là 44. Cao 44. Phun tàng 62. Phun tàng của em nó là 62 ha. Cây này thì em để giá mềm cho mấy anh dễ chơi nè. Cây này em để 9 triệu đi. 9 triệu ha. Ừ, 9 triệu tác phẩm cây kim quýt mã số 4 đó quý vị nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 5 quý vị nhé. Rồi, tác phẩm cây số 5 quý vị nhé. Dạ, tác phẩm số 5 em xin giới thiệu với mọi người là một cây mai chú thủy trung nu nha. Mai chú thủy trung nu. Cây này phơm tàn rất là mịn nha, dày cứng cáp rồi. Cây này chút xíu nữa lắm mà quay ở cái mặt phía trong nhé quý anh chị, mình cảm nhận được cái tác phẩm và cái độ già cỗi của cây liên lạc quý vị ạ. Mai chú thủy trung nu. Đây. Về mặt đế. Mặt đế thì tuyệt vời ha. Đây cái mặt thèo này có một chút xíu này. Nhưng mà cơ bản không vấn đề gì đâu. Tất cả cái đầu nó cuốn thèo hết rồi. Cái này thì nuôi một thời gian ngắn nữa thôi. Còn cột cần cái này thì bự lắm quý vị nhé. Những nút nú xanh nó thể hiện khắp trên thân cây. Da và to lắm quý vị nhé. Nè, bộ cột cần nhìn hết hồn này bạn Ngọc hả? Ừ, cây này bộ cốt cành cũng đã mà bộ tàng của nó có vậy. Phần cột ngọn ở trên cũng lắc lẻo rất hay nè. Ở trên này còn một mặt mặt cặp cây này được làm kỹ lắm. Còn lên tới phần rất ngọn này. Phong tàng rất là đầy đàn rồi. Xoay thêm một vòng nữa bạn Ngọc. Để anh lấy cái góc quay ở dưới này cho quý anh chị mình có thể nhìn tổng thể về bộ phong tàng của nó. Này đế cũng đẹp nha. Này mai mốt mình về thay chậu á. Mồi lên chậu khác nữa. Nổi bộ đế lên đẹp lắm. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ xem thông tin về chi tiết thông số của cây và báo giá quý vị nhé. Em đo hoành ngay đây nha. 50 ha. Phần thân của nó là 50.
Chiều cao 40. Cao là 40. Phun tàn 70. Phun tàn của em nó là 70 ha. Em nè, em đo cái chỉ số 1. Chỉ bên đây. Đo ngay chỗ này đi, ngay chỗ cái trên này đi. 20. Chỉ 1 của nó là 20 ha. Ừ. Rồi, tác phẩm cây mai chú thủy trung nu mã số 5 thì mình sẽ báo giá bao nhiêu đấy Ngọc Khai? Cây này em xin báo giá với mọi người là 50 triệu bao ship nha. 50 triệu cho tác phẩm cây mai chú thủy trung nu mã số 5 này quý vị nhé. Ok, bây giờ mời quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 6 ạ. Rồi, tác phẩm cây số 6 quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 6 em xin giới thiệu với mọi người là một cây trung nu, mai chú thủy trung nu ha. Cây này thì giọt cây trực bục măng quý vị. Cột cành bự lắm. Rồi, để Long quay kỹ về chi tiết bộ phận thân đế và các cái chi cần để quý anh chị mình tham khảo ha. Về mặt đế cái này thì cũng rất là đều quý vị ha. Đế cái này thì khá. Khá. Chứ phải là xuất sắc ha. Ừ. Cũng gọi là khá thôi. Khá cây thôi. Đường thân đi lên và bộ cột cần thì cũng rất là to rồi. Cốt cái này bự. Mặt thèo gần như là cũng hết, cái này cũng gần như là hết thèo rồi. Mặt cắt trên này thôi ha. Hai ngón tay. Ừ. Xíu hai ngón tay nữa. Cắt lớn nhất. Và đi lên phần đỉnh ngọn rất là giọt cây nhá. Đây, nhìn tổng thể về form tàng của nó. Vừa chơi, vừa làm, vừa nuôi là cứ phong tàn nó càng ngày nó càng dày lắm. Trung nu mà như thế này là cũng khá khá to rồi. Cây bên Ngọc mấy cây trung nu cây nào cũng khá khá không ạ. Hoành 45. Hình thân là 45. Cao 30. Cao 30 thôi hả? Dạ. Phun tàn 52. Phun tàn là 52. Cây này thì em giao lưu với mọi người là 17 triệu bao ship. 17 triệu cho tác phẩm cây mai chú thủy trung nu mã số 6 này quý vị nhé. Mai chú thủy trung nu. Rồi ok, bây giờ mời quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 7 nhé quý vị. Rồi tác phẩm cây mã số 7 thưa quý vị. Mã số 7 em lên cho mọi người là một cây nu da đen lá lớn nha. Cây mai chú thủy nu da đen lá lớn ha. Cây này thì tông cáo quý vị nhé. Cây lớn. Cây này thì da hết biết ha. Đây để Long quay kỹ lại cho quý cô chú anh chị mình chúng ta cùng xem. Cây này thì nó ra và cái giá của nó giống kiểu hóa thạch luôn rồi đó quý vị. Mặt đế nó nở và nó chảy bẹt ra luôn quý vị này. Cột cành ở phía trên đó quý vị. Cái này nó ra và nó lên cám luôn quý vị này. Ra nó hồn hồi hột hột cảm luôn này. Chỉ cần cũng rất khá ha. Hoa rất là nhiều hoa. Đang cho ra hoa rất là nhiều. Cái này thì có 1-2 mặt thèo nhá. Ví dụ mặt thèo này thì cuốn cũng khá rồi hả. Ừ. Gần như cái này thì thèo này thì ok rồi. Mặt này mấy này cuốn thèo sẽ nhanh. Là lớn thì nó cuốn thèo nhanh. Trên phần đỉnh ngọn cơ bản là cái hoàn thiện đó quý vị. Cái lớn nhá. Cái này hai người khiêng. Hai người bê. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ xem thông tin chi tiết về thông số và ngày báo giá quý vị nhé. Cây này hoành eo của nó là 68 anh. Hoành eo đó là 68. Ừ. Nó xích xuống đây một chút nữa thì nó thấy không? Xích xuống đây một chút thì là 86. 86.
chiều cao của nó là 79. Cao 79. Cây này số đẹp quá à. Phun tàn là 115. Phun tàn 115 ha. Cây này thì em xin giao lưu với mọi người là 30 triệu bao ship nha. 30 triệu phẩm cây mai châu thủy núi da đen là lớn mã số 7 nè quý vị nhé. Cây rất lớn quý vị. Rồi ok, bây giờ mời toàn thể quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 8 ạ. Rồi tác phẩm cây số 8 trong clip lên này quý vị. Cây số 8 em xin giới thiệu với mọi người là một cây da đen lá lớn nha. Cây này rất là già ha, cũng là size mini luôn. Size mini, hết theo đây ha. Già hết kẽm hết sẹo luôn. Cây này là thuộc hàng chuẩn quý vị ạ. Để Long sẽ quay kỹ cho quý cô chú anh chị mình xem tác phẩm số 8 này. Đây quý vị này, mặt đế của nó như ở cả cái đầu cắt này nó cũng cuốn theo hết luôn này. Đế khá chạy đều, nở đế. Và bộ cột cân ở phía trên này quý vị, rất to. Hết thèo rồi ha. Hết thèo anh. Không có mặt thèo đâu quý vị. Cột cân to. Nối phần cổ ngon đi lên cũng được làm rất là khéo này quý vị. Đặc biệt thì cái dòng lá lớn này thì mình có thể chơi ở khu vực ở ngoài miền Bắc. Những cái thời tiết khắc nghiệt thì cây nó vẫn phát triển tốt quý vị nhé. Còn cái dòng lá trúng thì mình phải chăm sóc hơi cực một xíu ha. Vào cái mùa đông thì hơi cực một xíu. Còn cái dòng lá lớn này thì không sao. Mấy cây càng già càng dễ chăm. Hoành của nó là 30. Phần thân ở đó là 30. Mini nhưng mà hoành to lắm quý vị nhé. Chiều cao là 20. Cao 20. Phun tàn của nó là 40. Phun tàn là 40 ha. Ừ, phun tàn 40 á. Cây này thì em giao lưu với mọi người là 21 triệu bao ship nha. 21 triệu cho tác phẩm cây mai châu thủy mini mã số 8 này quý vị nhé. Rồi, ok. Bây giờ mời quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 9 ạ. Rồi, tác phẩm cây số 9 quý vị nhé. Tác phẩm số 9 em lên cho mọi người là một cây mai châu thủy trung nu luôn. Trung nu luôn nha. Cái này thì dạng bonsai tầm trung quý vị ạ. Lùng lực, cây này rất là lực. Cột cũng rất là bự ha, to lắm. Cái này phải 4 mấy 50 nha. Phơm tàn dày mịn hết rồi nha anh. Mịn đều hết rồi hả? Ừ. Đây, để Long quay về cái bộ phận thân đế cho quý anh chị mình xem. Cơ bản mặt đế là khá quý vị nè. Tất cả con rễ nó chạy đều ra bốn mặt luôn. Còn lấp ở dưới một xíu nữa quý vị nhé. Và bộ chi cân ở phía trên. Đây, nhỏ quay đi. Đây là chi tiết về bộ chi cân ở phía trên nữa quý vị. Có nha. Đàn em đo luôn cái phần ở cái này. Cái này phần này cũng 17 cm, gần 20 cm nữa quý vị nè. Đi lên phần cổ ngon cũng được nổi rất là đẹp và mềm. Phẩm tàng thì dài dằn hết hả? Ở đây thì cái mặt cắt, những mặt cắt này. Mặt cắt này thì cũng tránh khỏi nhưng mà nó đang cuốn theo rất là tốt quý vị ha. Bên này một mặt nữa. Nhìn cái dàn chi cần ở phía dưới nó tế luôn đó quý vị. Nuôi rất là nhiều thời gian đó. Cái trung nu mã số 9 ha. Phẩm tàng đầy đặn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thông tin chi tiết thông số và ngày báo giá quý vị nhé. Hoành 50 nhé. Hoành thân ở đó là 50 ha. Chiều cao. Cây này cao quá, 30 anh ơi. Cao 30 hả? Ừ. Phun tàn 65. Phun tàn là 65. Tại 65. Hoành của cái cốt 1 là 17. Cốt đó là 17 ha. Ừ. Cái số 1 không là 17 cm nữa quý vị. Cây này thì nó có hai cái mặt sẹo ở đây. Hai cái mặt sẹo. Nhưng mà cuốn rất là tốt nha. Ừ. Cây này thì em giao lưu với mọi người là 38 triệu bao ship. 38 triệu cho tác phẩm cái mai châu thủy trung nu mã số 9 này quý vị nhé. 38 triệu ha. Ừ, 38 triệu bao ship.
Rồi, ok. À, bây giờ mời quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 10 ạ. Rồi, tác phẩm cây số 10 đấy quý vị ơi. Tác phẩm cây số 10 em xin giới thiệu với mọi người là một cây nu gò cong. Nu gò cong lá lớn nha. Mà giới thiệu nu gò cong. Cây là lớn nhưng mà nó già, nó rụt lá hay sao Ngọc hả? Cây này thì thật ra là nó, anh nói chung là mấy cái thằng lá lớn này á, anh lặt lá nhiều á thì nó lá của nó rút lại, nó già cây lại. Cây này cũng rất là già rồi, lá của nó rút lại còn tí xíu, giống như lá trung vậy. Sướng giấm đồng xanh hố hết quý vị nhé. Cây này thì có còn mặt thèo nào không bé Ngọc nhỉ? Cây này á thì không còn sẹo luôn nha, liền làm 100% luôn hả? Liền làm nè, ngay mặt cắt rồi là liền hết. Mà chứ thủy nu gò cong à, nó còn chút xíu trên đây, trên đầu ngọn thôi đúng không? Đầu ngọn thôi. Thì cây này để Long quay kỹ cho quý cô chú anh chị mình xem, nó là một cái mảng để ở phía dưới, để chạy chi ở phía dưới quý nè, để chạy chi luôn á. Mảng phía dưới luôn hả? Đây, chạy chi nó bẹt ra lắm quý vị. À, về đường thân của nó thì đối với dòng nu gò cong thì rất là nhiều nu xanh ha, từ dưới gốc mà lên tới phần đỉnh ngọn ở phía trên luôn quý vị. Nu rất là nhiều nu ha, cột cân, bộ cột cân cái này thì nuôi rất là kỹ, những nụ nu đã tới ngoài đầu cân này luôn này. Đặc biệt thì nó có thêm một cái cân lạ rất là duyên. Sướng rắm thì nó đã đóng san hô, quý anh chị mình có thể thấy ha. Cái phần ngọn ở đâu? À, cái mặt thèo duy nhất ở chỗ này ha. Thèo nhỏ thôi quý vị, mặt thèo nhỏ ở phía trên này thôi. Cây này nhìn nó ngoài, nhìn nó xù xù. Nó già cây á. Cây này hoành của nó là 32. Hoành thân ở đó là 32. Chiều cao của nó là 32 luôn. Cao 32 luôn. Ừ. Phun tàn 60 anh. Phun tàn là 60 ha. Ừ. Cây này em xin giao lưu với mọi người là 35 triệu bao ship. 35 triệu cho tác phẩm cây mã giới thủy nu gò cong mã số 10 này quý vị nhé. Rồi, ok. À, bây giờ mời toàn thể quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 11 ạ. Rồi, tác phẩm cây mã số 11 đây quý vị ơi. Mã số 11 em lên cho mọi người một cây là nu da đen lá lớn. Cây này thì dạng hình thú ha. Ừ. Cây này nhà nhìn tổng thể nhìn nó như con thú vậy đó. Thì con tưởng tượng là con gì cũng được, con kỳ lân, con trâu, con bò gì đó, cứ tưởng tượng đó. Cây này nhìn vậy nhưng mà già lắm hả? À, già lắm anh, cây này già cực kỳ luôn. Phơm tàn cũng, thấy không? Đâu còn kém đâu. Này giống như cái đầu nè, cái này cái đuôi nè. Tạo hình thú. Nhìn cũng rất là hay. Gần như là hết thèo đó quý vị ạ. Hết thèo. Nó có cái chân chiều ở phía trước như cái chân trước luôn nè hả? Chân trước luôn á. Con này, con này á giống kỳ lân á. Đó, cái đầu của nó nè, thấy chưa? Mặt thèo thì còn xíu xíu nữa hả? Xíu xíu thèo nữa thôi. Cột cân cũng nuôi dữ lắm quý vị nhá. Ở đây thì phần con tử ở phía sau, cái đuôi ở phía sau luôn quý vị. Nhìn rất hay. Cái này rõ ràng là hình thú mà. Khá liên lạc ha. Nhưng một nút xanh của nó cũng nè, anh nhìn cái này giống cái phần mông của nó không? À, rất là hay quý vị ạ. Nè đó nè, diễn tả chi tiết luôn phần mông nó nè, chân sau nè, chân trước nè, đó, đuôi nè, đầu nè, nào ra đó hết à. Rồi, ok. À, bây giờ chúng ta sẽ đi về phần đo thông số và bây giờ em đo cái gì đây? Giờ trước mắt là đo cái này đi nha. Tổng của nó hết là 53. Tổng 53. Còn nếu mà đo cái thân thì đo vậy đi, cho mọi người coi. Là 35. Thế là đo 35 ha. Ừ. Chiều cao của nó là 35 luôn.
cao 35. Phun tàn 62. Phun tàn là 62. Cây này thì em giao lưu với mọi người là 8 triệu bao ship nha. 8 triệu cho tác phẩm cái Mai Chú Thủy hình thú, con kỳ lân. Mã số 11 nha quý vị nhé. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây số 12 thôi quý vị. Rồi, tác phẩm cây số 12 quý vị ơi. Cây số 12 em giao lưu với mọi người là một cây khế nha. Khế gân hả? Cây gân. Cây này nó có cái co quái rất là đẹp. Khế quấn quý vị nhé. Đang ra bông, sắp ra trái rồi. Cái này thì cái củ của nó quái hả? Đây khi đường co của nó đi ngoan về mình. Cũng nuôi cột gần rất là dữ á. Này bể co quặp qua đây. Không có thèo nha. Cái này thì không có thèo. Rồi ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp về thông số và ngay vào giá của mình nhé. Hoành là 30. Phần thân ở đó 30. Chiều cao 30 luôn. Cao 30. Nãy giờ trùng số nhiều quá à. Phun tàn của nó là 60. 60. 60 đúng không? Đâu là không. 57 à nè. 57 hả? Phun tàn 57. Cây này thì em giao lưu với mọi người là 10 triệu bao ship nha. 10 triệu. Cái này có cuối clip chưa? Còn cây nào nữa không? Cuối clip rồi. Cái cuối clip hả? Cái rồi này thì chắc là Long... em dừng ở đây ha. Và đây Long cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành ra một chút thời gian quý báu để xem clip tại vườn của nhỏ bonsai được phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021 quý vị nhé. Dạ. Thì rất mong được sự đồng hành, đón xem và ủng hộ quý anh chị mình. Rồi, ok. Rồi. Em cũng cảm ơn mọi người và đã dành thời gian theo dõi cái hết cái clip của em và mong mọi người là luôn ủng hộ cho em và anh Châu Gia Long. Mọi người nhớ xem và ấn cho em một nút like nha. Ok em.